Sáng mùng 3 tháng 6, Công an thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho 114 đồng chí là tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Bắc Ninh năm 2024. Trong 6 ngày tập huấn, mùng 3 tháng 6 đến mùng 10 tháng 6, các đồng chí học viên được nghe báo cáo viên trình bày những nội dung như pháp luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, các pháp luật có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và đảm bảo điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, một số vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, quan điểm chỉ đạo yêu cầu xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Cùng với đó, các đồng chí được bồi dưỡng 6 chuyên đề nghiệp vụ: công tác nắm tình hình về an ninh trật tự, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, công tác vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở, công tác tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự khi được điều động và thảo luận những vấn đề cần chú ý trong khi tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, xử lý những tình huống thực tế, vân vân lớp tập huấn nhằm cập nhật kiến thức nâng cao nhận thức về chính trị pháp luật nghiệp vụ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đồng thời trang bị kỹ năng xử lý tình huống thực tế trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo chức năng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở qua đó nâng cao vai trò nòng cốt hỗ trợ công an phường giúp ủy ban nhân dân phường trong bảo vệ an ninh trật tự xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc